yên ngô in sai chân nè gani, bian lê chu zu lai bade. Tin oro chân nè gani, tin nít sa bì ma gado, la tè ma chì đè pong de lô nè, pako de ma jì xi amma lô vene, ku bà wa sai tfu go, lô rego di sao lô yà mani lê go, kyo bia bì dò ma phi bade. Tai gia mô, video lê go ma chò bene, a sa a sâu, tì xa lì chì lai ong kam yang. Bất hàm mà dấu nề nề có vẻ khâu nè gồ quên lại bà. Bí hình đó, bàn tù đó mì lù dê bì đó xa lại bà. Đà sâu hình đó, tì vỡ xa đè gồ yào là bà lì mê, ạ gồ nè nè xoay bì lại bà. Bí hình đó, cô vàng vỡ xa đè khúc xa bì đó tì sao phù ở đôi ế đi ao mà chì đè khu rìa yu à bàn tù gồ nè lại bà. Tìm nhà mà đó quý vị vất sản liên ngũ trái tàu dễ bị lùi ra bà đấy. Tìm mà chỉ để bản đồ đó mình về nào mà cô trái đây này mình cũng dễ bị lùi ra bà đấy. Cô dễ lại đây này mình cả quý vị vất sản liên mình phải bà đấy. Tìm nhà mà xây dựng dễ bị đồ ăn đó ông mà chỉ để grab mang liên ngũ này lại bà. Tìm xe mà đó quý vị phụ này mà chỉ để chỉ mấy con đồ cũ thì bị ra bà mấy. Ở đây ông mà chỉ để bắt số này mà rồi cụ thể là để chỉ mấy con nhà bắt số của thầy bây giờ mà chỉ bà đấy. Tuy nhiên mà chỉ mấy con thầy bây giờ nó ở đây ông mà chỉ để khui hết con của này lại bà. Bây giờ nó nói được cả con này của thầy vậy bắt số thầy giảm được rồi ông lúc bao mà chỉ để bắt số của xe đã lại bà. Tuy nhiên mà rồi cụ thể phụ này mà chỉ để social media con này của thì mà là biểu thầy bây giờ mà chỉ bà đấy. Đã cháu mô cú yê vã sài thề mà cú yê social media lên nhẹ cổ lông ngô trật tự tí dễ sụ ra này mà phía bà đấy. Tí nhà mà thê lưu yà mê social media account lên nhẹ cả đó. Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, xa xì dễ cú nế dễ tù mẹ nế dễ lên nhẹ cổ lê thê lưu yà mà phía bà đấy. Tí nhà mà rô cú yê phô nê mà xì dễ social media account lên nhẹ cổ thê dễ nó. YouTube account lên ngô thê dễ nó cú yê phô nê mà xì dễ YouTube account lên ngô copy video tì mà là video thê mà phía bà đấy. Tiếp đó các bạn có thể nhận lên cú yên phụ nền mà chỉ để tiếp đó các bạn có copy dù là video thì thế mà là video thế mà phía bà đấy. Lên thế video này đó ở đây nào mà chỉ để ATT echo này bị lại bà. Lên thế video này đó thì được bông ra nhau lấy phía tòa bà lấy mê. Thì nhà mà cú yên phụ nền mà chỉ để social media con này lên ngũ lại thế video này đó ở đây ông mà chỉ để này cú này bị lại bà. Khi mà ý thả ra gà đó, cô yên vật sài thề mà đáp bộ này video đi nè, bí bộ này gà xa thê lưu yà đầy lưu ý thả ra phía bà rè. Đi ảo mà xuôi nó, xô xô gà thê đá đầy YouTube liên lê gù tùy ra bà lê mê. Bí yên đó, cô yên vật sài thề mà video phán thê vụ ở đuôi ở đi ảo mà xì thê app video gù nè lại bà. Bí yên đó, phô nê gà nè bí ở cô cháy thê video phán gù vi bê lại bà. Bí yên đó, khả ná xong bê lại bà. Thì ảo mà xuôi nó, thì video phá nhé ảnh xuống xa gũ sẽ trả yếu xe lùi ra bà đấy. Bí hình đó, cô yên vật sài thề mà, cô chạy xuống tất xin ngủ thay thả vụ đuổi ở tìm mà xí đẹp ảnh mưu dịch của này bí ớ. Cô chạy đẹp tất xin ngủ lên ngủ, có bí dụ là bí ớ thì nhà mà thay bí ả mà phía bà đấy. Bí hình đó, cô yên vật sài thề mà, nâu lý bỏ nè ở lùi vụ đuổi ở bò mà xí đẹp ảnh nâu gũ này lại bà. Bí hình đó, bỏ mà xí đế khẽ đàn bộ này gồ này bí ớ, cô cháy đế xa gồ dì bì lùi ra bà đế. Bí hình đó, tí xa lì gồ tí bóng lì lì gọn tế tế mà thả bộ đuôi tí ốc mà mẹ bia thả đế xong lì đế gồ này lại bà. Tí xa lê gu xây dạy xe nhì bì dò ảnh đó ế đi bò mà chì dạy xây nhọ ẩm mà chì lê gu nè bì lại bà. Tí áo gà hà lê dê gu nè bì ọ lê tí nâu lê yê ế xô xa gu xây dạy xe nhì lùi à bà đê. Xây dạy xe nhì bì dò ảnh đó ế đi áo mà chì dạy tán gu nè bì lại bà. Bì yên đó cú yê vật sài đê mà cú yê tí nì à mì vô ngu thê bù ở đuôi ế đi áo mà chì dạy ếch mà gu nè lại bà. Bí hình đó, bỏ mà xí đế khẽ đàn bộ này của nầy bí ớ cú yê tì nè gù vi bì lùi ra bà đấy. Mì bông thê bí tòa hình đó đáp bông thê bù ở đuôi ế đi ảo mà xí đế ad photo gù nầy lại bà. Bí hình đó, phô nê gà nầy bí ớ cú cháy đế bông gù vi bì lại bà.
Apple တင်ပြီးသွားရင်တော့အဲ့ဒီရှေ့မှာရှိတဲ့ Add link ကိုနေပြီးကိုကြိုက်တဲ့ link တွေကိုလည်းထည့်ပြီးထည့်လို့ရပါသေးတယ်။ link ထည့်ပြီးသွားရင်တော့အဲ့ဒီအနောက်မှာရှိတဲ့ ATT app ကိုနေပေးလိုက်ပါ။ပြီးရင်တော့ website ဆက်ပြီးတော့ရှောက်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ link ကိုနေပေးလိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် website လေးကိုအောင်မြင်စွာတည်ဆောက်ပြီးသွားပါပြီ။ပြီးရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ website တွေကိုဝင်ကြည့်ဖို့အတွက်ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ go to profile ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ပြီးရင်တော့ကိုယ့် website ရဲ့ profile ပုံကိုရေးဖို့အတွက်ဒီပေါ်မှာရှိတဲ့ add avatar ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ပြီးရင်တော့ဖုန်းထဲကနေပြီးတော့ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ပုံကိုရွေးပေးလိုက်ပါ။ပြီးရင်တော့အဲ့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ your name နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ website name ကိုထည့်ပေးလိုက်ပါ။ပြီးရင်တော့အဲ့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ UR bio ကိုနှိပ်ပြီးတော့ Facebook ထဲမှာ bio ရေးစလို့ပဲကိုကြိုက်တယ်လို့ရေးပေးလို့ရပါတယ်။ပြီးရင်တော့အဲ့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ add note ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကိုရေးရင်တဲ့စာကိုရေးပေးလိုက်ပါ။စိတ်ကြိုက်ရေးပြီးသွားရင်တော့အပေါ်မှာရှိတဲ့အမှန်ချေလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် website လေးကိုအောင်မြင်စွာတည်ဆောက်ပြီးသွားပါပြီ။ပြီးရင်တော့အပေါ်ကိုအဆုံးထိပြန်ဆွဲလိုက်ပါ။ပြီးရင်တော့အပေါ်မှာရှိတဲ့ share my bundle ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ပြီးရင်တော့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ website link လေးကို copy ယူပြီးတော့တင်ငယ်ချင်းတွေကိုလန့် share ပြီးတော့လည်းကိုယ့်ရဲ့ website တွေကိုဝင်ကြည့်ခိုင်းလို့ရပါသေးတယ်။ဒီတော့ဒီအကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မရှင်းတာရှိရင်ဖြစ်ဖြစ်နောက်ထပ်သိချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲရှိရင်ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ comment လေးထဲမှာရေးပေးခဲ့လို့ရပါတယ်။နောက်နေ့တွေမှာလည်းဒီလိုမျိုးအသုံးဝင်တဲ့ video တွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေဦးမှာမို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လေးမနှိပ်ရသေးရင်လည်းနှိပ်ပေးထားကြပါအောင်ခင်ဗျာ။